vaccine có thể gây tự kỷ, động kinh hoặc gây quá tải hệ thống miễn dịch cho trẻ. Tiêm vaccine là tiêm chất độc vào người. Những quan điểm nhầm lẫn này đã khiến cho một bộ phận phụ huynh đã quay lưng lại với việc tiêm vaccine cho con em mình. Điều này tiềm ẩn rất nhiều hệ lụy nguy hiểm cho chính sức khỏe của trẻ nếu chẳng may trẻ bị mắc bệnh và có thể tạo điều kiện cho dịch bệnh bùng phát. Không khó để tìm thấy những hội nhóm cộng đồng với hàng ngàn thành viên theo trào lưu nói không với việc tiêm vaccine trên mạng xã hội. Những câu hỏi như làm sao để né tránh việc y tế ở phường xã gọi đi tiêm vaccine, làm sao để con vẫn đi học được khi không tiêm vaccine, được nhiều thành viên chia sẻ và nhận được nhiều bình luận. Đáng chú ý trong đó có nhiều bình luận xúi giục tẩy chay tiêm vaccine và nghi ngờ vaccine. Bản chất của việc đưa tiêm vaccine là mình sẽ đưa kháng thể vào cơ thể để kích thích cơ thể bé tạo ra miễn dịch chủ động. Do vaccine là mình đã được là một là vi khuẩn để giảm độc tố xuống. Cái thứ hai là mình chỉ đưa một thành phần của vi khuẩn thôi chứ mình không đưa nguyên toàn bộ cái con vi khuẩn mà mang độc tính lớn nó vào cơ thể trẻ. Trên thực tế, những bệnh như ho gà, sởi, bạch hầu, uốn ván, bại liệt, não mô cầu, viêm não Nhật Bản, phế cầu là những bệnh nhiễm trùng, nhiễm độc cấp tính mà trẻ rất dễ mắc phải nếu không được tiêm ngừa vaccine. Hậu quả của những bệnh này là vô cùng nguy hiểm, dễ bị biến chứng, nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vì nhiều lý do thường không đảm bảo việc tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine này cho con em mình. Chưa có tiêm mấy cái phế cầu với lại rota, tại mình nghĩ là chắc là chừng đó mũi là cũng đủ rồi á, nên là mình cũng không có tìm hiểu về những cái dịch vụ khác. Sau khi bị nhiễm những cái bệnh cấp tính nguy hiểm đó thì nó có thể gây ra những di chứng kéo dài cho trẻ, chẳng hạn như là trẻ suy giảm miễn dịch, chậm phát triển tinh thần vận động hoặc có thể là nặng nề hơn là gây tàn tật cho trẻ. Vaccine là thành quả của khoa học. Để nghiên cứu ra một loại vaccine là cả một quá trình đầu tư cả về thời gian, tiền bạc, công sức và trí tuệ. Theo các bác sĩ, chỉ có một tỷ lệ vô cùng nhỏ bị biến chứng sau khi tiêm vaccine, đa phần là vì phụ thuộc vào cơ địa. Không nên đổ lỗi hoàn toàn do vaccine, rồi tẩy chay việc tiêm vaccine. Việc làm này vô cùng nguy hiểm, có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cả một thế hệ tương lai.